Chào cơ cha Hồ nhân dịp xuân Tân Sửu và ra quân trồng rừng năm 2021. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Kim Trọng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, ủy viên. Cái này mà trồng xong là tháng năm làm lễ hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.